mèo cái gì đây? Này 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 này, ôi, lấy cái gì vậy? Oh, sợ chưa? Kéo cái gì đây? Đấy, làm rơi hết đồ rồi. Ăn bánh không? Đấy, chưa gì đã lấy được một miếng bánh rồi kìa. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Gì? Đây mình. Ngã rồi. Min thấy mẹ pha sứa mà chưa kịp cho uống này. Xấu quá. Đi đâu? Uống không? Sứa đây này. Min. Đấy. Uống không? Uống không? Đang băn khoăn à. Mút được không? Miếng em. Ôi. Để có đồ khác hơn được quay. Nè. Chạy đâu rồi? Đây mà, sứa ở đây mà. Đây.
Nguyên trận nào Min? Đi, đi lên nhà uống nước nào. Đi ra đây. Cái thái độ gì đấy Min ơi? Bé. Này đi gặp cô nào đấy? Cô gì? Về nhà đây đấy. Cô bà nhé. Không, gặp cô nào? Cô gì? Bà có con tôm nhỏ nhé. Mấy cô? Mấy gì? Mấy cô đi ăn mì canh. Cô tên gì? Cô đi dép vào tên gì đang chờ. Mặc dép vào chứ? Mặc dép vào. Sắp ở và no đấy. Min nung sứa mà cũng giận. Xấu quá Min này. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Hết bình nữa là no luôn. Chảy đi. No đấy, sắp ổ lên đấy. Không sợ đâu. Thôi không uống nữa. Chơi đi. Con. Con ơi. Ôm nó thế, chơi thế. Đi chơi đi. Đứng. Cô nghe biết con không? Con chào cô luôn hả? Hết rồi á, sân lai hết rồi á. À lọ kia chứ. Cắn đi nhá con nhá. Mình dép vào đi con. Dép đâu? Không là bị đứt chân đấy. Dạ, sắc lắm.
Kéo buồn ngủ luôn. Ngủ thật đấy chứ nhỉ. Ngủ không? Trời ơi, mặc dép đi. Đi lên, mặc dép đi. Không đẩy lên. Con ơi đi dép vào đi nhanh lên. Nhìn gì đó Min? Buồn ngủ cho nên giận. Con ơi đừng nghịch chó nữa. Nghịch vào tôn kia, đau chân đấy. Không nghịch với trong kia là. Ui, cái quần sạch quá nhỉ. Con xịt vào đây.